On January 1st, 2020, Vietnam officially assumed the rotating chairmanship of ASEAN. Vietnam takes up this responsibility at a critical juncture as ASEAN approaches its halfway milestone of the ASEAN Community Vision 2025, and Vietnam's accession to ASEAN reaches its 25th anniversary. Through the theme, Cohesive and Responsive, Vietnam seeks to work with fellow ASEAN member states to maintain an environment of peace, security, and stability, uphold the rule of law, promote regional integration and connectivity, heighten adaptability, and harness the opportunities of the fourth industrial revolution. Promote the ASEAN's identity and sense of community. Advance partnerships for sustainable peace and development. And enhance ASEAN operational capacity and efficiency. As an active and responsible member of ASEAN, Vietnam has made early preparations for the chairmanship. We successfully hosted the ANMR, ADNM, AEN in the first quarter of 2020, and now stand ready for the 36th ASEAN Summit. Initiatives for 2020, such as conducting the midterm review for the Community Vision 2025, assessing the implementation of the ASEAN Charter, working out a Community Vision post-2025, and heightening ASEAN's image and identity have been resonated by fellow member states. The COVID-19 pandemic and its rapid spread have affected all countries, territories, regions, and ASEAN was no exception. However, prompt and timely responses based on the chairman's statement on ASEAN collective response to the outbreak of coronavirus disease 2019 on 14th February 2020 marked the beginning of the entire ASEAN community's fight against the disease. Negara Brunei Darussalam bersatu bersama negara-negara ahli ASEAN lainnya dalam memerangi penularan COVID-19. Indonesia bersatu dengan seluruh negara ASEAN melawan COVID-19. Sopopo Lao, kiam pom pin chit nung chai dio kap patit samasik ASEAN pua to su kap penyat COVID-19. Bagi pihak Malaysia, kami berdiri teguh bersama negara-negara ASEAN untuk memerangi wabak 19. Myanmar dengan ini ni COVID-19 kusai yoga tai phe ye chuba mu ma ASEAN phaw yin dengan a lou ne let twae pi nyin nyin nyut nyut pu paung saung yet taw ma phit par de. Ketuang ang Pilipinas sang mga pungsod nya membro sang ASEAN sa madinalakon nga pagtampna sang COVID-19. Singaporeans stand united with our brothers and sisters in ASEAN in the fight against COVID-19. We'll get through this together. ASEAN สู้ๆ ประเทศไทยพร้อมจะร่วมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับเพื่อน ASEAN เพื่อฟันฝ่าวิกฤต COVID-19 ไปด้วยกัน. Vietnam đoàn kết chặt chẽ với các nước ASEAN trong cuộc chiến chống COVID-19. ASEAN played a central role in cooperation against COVID-19 through its collaboration with partners. Numerous initiatives were launched. The Regional Reserve of Medical Supplies, the COVID-19 ASEAN Response Fund, and the Post-Pandemic Economic Recovery Plan. Such initiatives both garnered broad participation and charted a new course towards the post-pandemic future of the region.
đã có nhiều sáng kiến hợp tác chống dịch COVID-19 được đưa ra, như thành lập quỹ hợp tác ASEAN, hình thành kho dự trữ vật tư y tế. Các nhà lãnh đạo ASEAN, ASEAN cộng 3 đã trao đổi về việc xây dựng kế hoạch tổng thể phục hồi phát triển hậu dịch COVID-19, mang lại niềm tin cho người dân, cho doanh nghiệp và môi trường sống. Overcoming difficulties and shortcomings, the ASEAN has proven its solidarity and spirit of sharing and caring by offering experience and medical supplies and assistance to fellow members and partners. Given the highest level of political determination, timely responses, and creative endeavors, ASEAN has achieved initial success in controlling the disease. We are gradually setting forth into a new normal and beginning to implement comprehensive recovery plans. Over the past 2 months, Vietnam has not recorded any new infected cases of community transmission. Our people's health is now safeguarded, and their lives and socioeconomic activities are gradually returning to normal. Vietnam is now ensuring the best preparation in the near future to reopen and continue serving as a safe destination of the world. Alongside epidemic control, Vietnam and fellow ASEAN members have sustained their community building efforts. The overarching goals and missions set for the year 2020 are underway for a people-centered and people-oriented ASEAN community of prosperity and sustainable development. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, to start the opening ceremony of the 36th ASEAN Summit today, I have the honor to introduce His Excellency Mr. Nguyễn Xuân Phúc, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam, Chair of the 36th ASEAN Summit, Excellency Madame Nguyễn Thị Kim Ngân, President of the National Assembly of Vietnam, Chairwoman of the 41st ASEAN Interparliamentary Assembly. I also have the honor to introduce Excellency Madame Tòng Thị Phóng, Standing Vice President of the National Assembly, Head of the Vietnam Delegation of the 41st ASEAN Interparliamentary Assembly, and His Excellency Mr. Phạm Bình Minh, Deputy Prime Minister, Minister of Foreign Affairs, Chairman of the National ASEAN 2020 Committee. Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý, trước khi bắt đầu lễ khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36, xin kính mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật do các nghệ sĩ đến từ nhà hát ca múa nhạc Việt Nam trình diễn. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, before the opening ceremony begins, may I invite you all to enjoy the welcome art performances by the artists from the Vietnam National Music, Song and Dance Theatre. Kính thưa ngài Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa quý vị đại biểu, trân trọng kính mời quý vị thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng do các nghệ sĩ nhà hát ca múa nhạc Việt Nam trình diễn. Các tiết mục Bình Minh Phương Đông, Sóng đàn Hà Nội, Lụa là dáng em là lời chào mừng quý vị đại biểu, bạn bè các nước ASEAN và đại biểu quốc tế tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 tại Việt Nam. His Excellency Mr. Nguyễn Xuân Phúc, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam.
Her Excellency Madame Nguyễn Thị Kim Ngân, President of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we would like to present to you a special art show performed by artists of Vietnam National Music, Song and Dance Theater with the songs Oriental Sun, Hanoi Rhythm, and the dance Silky Feature. We would like to convey our warmest greeting to you and all ASEAN friends and international visitors on the occasion of the 36th ASEAN Summit in Vietnam. Now, please enjoy the performance. Năm bụi đỏ thắm lá,
nhịp mơ
ánh trăng như nước, lá rau xanh non, kén tầm vàng áo, áo em lụa là. Đường dài vạn néo, người thời gian nan, lụa là gấm vó, tan nơi cuối trời. Trăng tròn một nong tầm đó chín chén tơ vàng, nhớ người áo lụa trong đêm trăng tròn. Gracing our ceremony with such a wonderful performance. Kính thưa quý ngài quốc vương, kính thưa các vị lãnh đạo đứng đầu nhà nước, chính phủ các nước ASEAN, thưa các vị khách quý, xin được nồng nhiệt chào đón các quý vị tới tham dự lễ khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36. Chúng tôi vô cùng vinh hạnh có được sự hiện diện và tham dự của các nhà lãnh đạo các nước ASEAN cùng các quý vị đại biểu, các vị khách quý trong buổi lễ ngày hôm nay. Your Majesty, Your Excellencies, leaders of ASEAN member states, distinguished guests, ladies and gentlemen, a very warm welcome to the opening ceremony of the 36th ASEAN Summit. It is a great honor to be welcoming and to have the presence of ASEAN leaders with us this morning. Để bắt đầu lễ khai mạc, xin trân trọng kính mời toàn thể quý vị đại biểu đứng dậy làm lễ chào cờ ASEAN. And now we shall start off the program with the playing of the ASEAN anthem. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị và xin kính mời toàn thể quý vị cùng an tọa.
Thank you very much, Excellencies, distinguished guests. Kính thưa quý ngài quốc vương, kính thưa các vị lãnh đạo đứng đầu nhà nước, chính phủ các nước ASEAN, thưa các quý vị khách quý. Sau đây, chúng tôi xin được trân trọng kính mời ngài Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lên sân khấu phát biểu khai mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36. Xin trân trọng kính mời Thủ tướng. Your Majesty, Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, I now have the honor to kindly invite His Excellency Mr. Nguyễn Xuân Phúc, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam, on stage to deliver the opening remarks of the 36th ASEAN Summit. Excellency, the floor is yours. Thưa Quốc vương và quý vị đồng nghiệp, thưa bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch AIPA 41 và tất cả quý vị khách quý. Tôi xin trân trọng cảm ơn và nồng nhiệt chào mừng các nhà lãnh đạo ASEAN thân mến và toàn thể quý vị tham dự lễ khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36. Lần đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ, Hội nghị cấp cao thường kỳ của ASEAN được tổ chức trực tuyến. Vừa qua, Hội nghị khóa 73 Đại hội đồng WHO của Liên Hiệp Quốc và nhiều hội nghị quốc tế lớn cũng diễn ra trên các mạng kết nối toàn cầu. Điều này phản ánh thực tế về nhiều phương thức vận hành công việc của chúng ta đang buộc phải thay đổi, không chỉ do phát triển của khoa học công nghệ mà còn do thách thức chưa từng có, đó là dịch COVID-19 diễn ra trên toàn cầu. Dịch COVID-19 mới bùng phát lan rộng từ đầu 2020 và cuốn đi thành quả của loài người đã tích lũy trong nhiều năm, cướp đi sinh mạng và đe dọa cuộc sống của hàng triệu người. Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới ngày 8 tháng 6 2020, kinh tế toàn cầu năm 2020 sẽ suy giảm nghiêm trọng ở mức âm 5,2%, thu nhập bình quân đầu người giảm 3,6%, khiến cho trên 70 đến 100 triệu người rơi vào nghèo đói cùng cực, gia tăng nguy cơ mất ổn định xã hội. Hơn 40% các ngành sản xuất, kinh doanh của quốc gia phải chịu tác động trực tiếp từ biện pháp do phong tỏa dịch bệnh. Sự bùng phát của dịch bệnh cần thổi bùng thêm những thách thức vốn tiềm ẩn trong môi trường chính trị xã hội của thế giới và mỗi khu vực. Các thể chế đa phương và quy định của luật pháp quốc tế chịu nhiều thách thức nghiêm trọng. Cọ sát chiến lược của các nước lớn đang bộc lộ rõ nét và bị đẩy lên cao, trong khi cả thế giới đang phải gồng mình chống dịch, vẫn xuất hiện những hành động thiếu trách nhiệm, vi phạm luật pháp quốc tế, ảnh hưởng đến môi trường an ninh và ổn định ở một số khu vực, trong đó có khu vực của chúng ta. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ và quá trình chuyển đổi số trên toàn cầu đang đặt ra cả cơ hội thách thức với các quốc gia, nhất là các nước đang phát triển. Mâu thuẫn xuất phát từ bất bình đẳng xã hội, phân biệt đối xử và kỳ thị trở nên trầm trọng hơn do tác động của dịch bệnh, phát sâu thêm những ngăn cách trong lòng các quốc gia. Trong bối cảnh đó, các nước cần đề cao tinh thần đoàn kết, hợp tác, trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, vai trò và sứ mệnh của các nước lớn, các tổ chức đa phương và khu vực cần trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Chủ đề
gắn kết và chủ động thích ứng của ASEAN 2020 được triển khai trong bối cảnh môi trường, khu vực và quốc tế đầy biến động. Trải qua 5 năm hình thành cộng đồng, ASEAN đang đứng trước những cơ hội và thách thức do dịch vụ và chiến lược toàn cầu cũng như tác động của dịch vụ COVID-19. Trong hoàn cảnh này, our ASEAN community has well displayed its mettle. Our unity has given us the strength to effectively harness the opportunities and rise above those challenges. In the early months of this year, COVID-19 has taken a heavy toll on the economy and society of ASEAN member states. It pains us to witness the suffering of tens of thousands of families whose loved ones pass away due to the disease. We empathize with the damage and difficulties experienced by hundreds of thousands of disrupted businesses and millions of workers deprived of their livelihood, especially those in tourism and service sector. Yet, we shall not falter. ASEAN has taken timely actions as a responsive and cohesive community. Our health emergencies response network and cooperation with partners were activated from the very first days. ASEAN countries have engaged in active information and experience sharing and coordination in disease control. And thanks to the highest of political commitment and cohesive and comprehensive approach at the national and regional level, ASEAN as a whole has embodied the fortitude of a united and cohesive group full of sharing and caring. Let me thank you, ASEAN leaders and ASEAN partners, who have joined their hands with Vietnam, the ASEAN chair, in the collective response against the pandemic, especially the strong commitments that you have pledged at this special ASEAN and the ASEAN Plus 3 summits on COVID-19 in April. Despite the complex developments of the pandemic, ASEAN member states have essentially kept the situation under control. Compared to the global average, we're enjoying a high proportion of recoveries over total confirmed cases. Fatalities are low, and the rate of fatality is dropping. For many days now, in several ASEAN countries, there has been no new case of community transmission. While slower growth rates are projected for this year, ASEAN economies are expected to sustain stability. In the latter half of 2020, the heavy burden rested upon the governments of ASEAN members and upon us as the leaders is to lead ASEAN out of this period of adversity. The successful completion of this task will stand as a testament to the lasting values and vitality of our resilient and dynamic community. I expect that the 36th ASEAN Summit will be an occasion for ASEAN member states to reassert our spirit of solidarity, our strong political will and commitment to rise above the adversities of the pandemic and keep forging ahead. On the one hand, we need to maintain good control over the pandemic, and on the other, we should promptly repair its damage and revitalize our economy and resume economic development. This should be coupled with efforts to realize the set targets for ASEAN cooperation and integration of this year. At the summit, we will discuss a comprehensive post-pandemic recovery plan for ASEAN and hasten the implementation of new initiatives, including the creation of the ASEAN COVID-19 Response Fund, an ASEAN Regional Reserve of Medical Supplies, and an ASEAN Standard Operating Procedure for Public Health Emergencies. We will conduct the midterm review of the implementation of the blueprints under the ASEAN Community Vision 2025. Provide feedbacks on a post-2025 ASEAN community vision and improve the efficiency of ASEAN work by evaluating the enforcement of the ASEAN Charter. ASEAN will also actively engage the various sectors and stakeholders in society in the process of building a people-oriented and people-centered community. Today, we'll have the first ever special session on women's empowerment in the digital age. This is a strong message as to ASEAN's commitment to promoting gender equality and enhancing women's role and contribution in social life. The session is also a concrete way to commemorate the 25th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action on Gender Equality,
will have useful interfaces with the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, AIPA, chaired by Madam Nguyễn Thị Kim Ngân, President of the National Assembly of Vietnam, the youth representatives and the businesses of the ABAC on this occasion. The efforts to strengthen connectivity and promote equitable and sustainable development of ASEAN these past years will continue to be bolstered during this year. Such initiatives as the ASEAN Smart Cities Network and connecting the connectivity need to proceed effectively and extensively. In addition, we should also pay due attention to enhancing the complementarities and linkages between sub-regional cooperation, including the Mekong sub-region and ASEAN agenda. In terms of sustainable management and use of water resources, as an open economy, community, and a partner for sustainable peace and development of the international community, ASEAN will seek to expand and deepen its equal and mutually beneficial cooperation with our partners. ASEAN is advancing ties with the UN in 2020. When both Indonesia and Vietnam are non-permanent members of the UNSC and are actively contributing to the UN's efforts to maintain peace, security, and development, we strongly committed to economic liberalization and integration, and are determined to quickly conclude the Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP. To uphold ASEAN's centrality in the region, we have been improving mechanisms for dialogue, cooperating to build trust, and reinforcing an open, transparent, and rules-based order. At the same time, ASEAN will continue to promote and uphold rules and norms of conduct, advance relations among countries in the region. In accordance with the Treaty of Amity and Cooperation, TAC, ASEAN observes and promotes the full and strict compliance of the DOC, and is making every effort to establish an effective code of conduct in line with international law, including on Clause 1982. Excellencies, ladies and gentlemen, the common denominator of shared interest, which has brought the ASEAN members together over the last 5 decades, has multiplied in the wake of adversity and challenges. The pandemic is a test of ASEAN's mettle as a maturing community. I'm deeply confident that after every storm and typhoon, the stalks of paddy rice on the logo of ASEAN will grow tight in it, and from it, more grains of rice will spring forth, filled with the love, care, and solidarity that define our big ASEAN family. At this summit, I look forward to the adoption of the ASEAN leaders' vision statement on a cohesive and responsive ASEAN, rising above challenges and sustaining growth. This shall be the compass for ASEAN to move ever confidently forward. In this spirit, I declare the 36th ASEAN Summit open. Thank you very much for your kind attention, and I wish you good health and many successes. Thank you.